tiểu sử Quách Thái Công, gã phù thủy trong làng thiết kế nội thất Việt. Thời gian gần đây, cái tên Quách Thái Công vô cùng nổi tiếng trong giới giải trí và được nhiều người chú ý đến. Anh gây ấn tượng mạnh bởi tài năng thiết kế, sự nỗ lực sáng tạo không ngừng nghỉ, được mệnh danh là một gã phù thủy tài ba với con mắt thẩm mỹ riêng biệt. Quách Thái Công sinh ngày 1 tháng 1 năm 1972, là một nhà thiết kế nội thất người Đức gốc Việt thành danh tại Hamburg. Sở hữu công ty thiết kế Thái Công Interior Design. Quách Thái Công từng đạt được nhiều giải thưởng như Infinity Award do Hội đồng ICB ở New York, Hoa Kỳ, Sư tử Vàng ở Cannes, Pháp và giải đồng do Hội đồng ADC ở Đức vinh danh. Cuối năm 2012, Quách Thái Công trở về Việt Nam mở rộng công việc kinh doanh với mong muốn góp sức cho sự phát triển của ngành thiết kế nội thất tại quê nhà. Nhà thiết kế nội thất này có trong tay danh sách những khách hàng thuộc giới chính khách, thượng lưu tại Đức và cả Việt Nam. Ông sở hữu kênh YouTube với hơn 400.000 người đăng ký, thường xuyên chia sẻ những kiến thức về phong cách sống thượng lưu, đồng thời mang đến góc nhìn mới cho người xem về lối sống này. Quách Thái Công sinh ra trong một gia đình có truyền thống kinh doanh ở đường Lê Văn Duyệt, nay là đường Cách Mạng Tháng 8, Sài Gòn. Cha của Quách Thái Công là người Việt gốc Hoa, còn mẹ ông là người Việt. Hai người có với nhau 3 người con, Thái Công là con út. Nhà ông sở hữu công ty kinh doanh sản xuất dầu gội và keo xịt tóc Lê Lan 999. Năm 1981, Quách Thái Công theo cha mẹ sang định cư ở Đức, nơi ông phải trải qua cuộc sống hoàn toàn tự lập. Khoảng 15 tuổi, Thái Công đã bắt đầu trình diễn ảo thuật ở khắp các chương trình lớn nhỏ. Từ tiệc sinh nhật, đám cưới cho đến những bữa tiệc có tới cả chục ngàn người tham dự. Từng tham gia trình diễn ở các cuộc thi và gặt hái được khá nhiều giải thưởng lớn. Thu nhập từ nghề ảo thuật gia giúp ông có thể sắm sửa tất cả những gì mình muốn trong cuộc sống. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành thiết kế thời trang tại Hamburg, Thái Công đã gắn bó một thời gian dài với công việc stylist và nhiếp ảnh gia trước khi quyết định trở thành một nhà thiết kế nội thất. Sự nghiệp. Năm 2003, Thái Công nhận giải Infinity Award do Hội đồng ICB International Center of Photography ở New York trao tặng với cuốn sách ảnh My Parents. Trong một dịp tình cờ, một người chủ khách sạn ngỏ ý muốn mua lại một số đồ vật trang trí trong phòng ảnh của Thái Công để trưng bày trong nhà và nhờ ông tới tư vấn cách sắp xếp. Với con mắt nghệ thuật của mình, Thái Công đã khiến chủ nhà hài lòng về cách sắp xếp mới và người này đã khuyên ông nên thử sức với lĩnh vực thiết kế nội thất. Hợp đồng lớn đầu tiên đến với Thái Công khi một khách hàng thuê ông thiết kế nội thất cho một khách sạn có 280 phòng. Năm 2004, Thái Công Interior Design ra đời, bắt đầu với một showroom khiêm tốn ở phố Impenetrable Web, Hamburg. Năm 2007, công ty Thái Công GmbH & Co. KG được thành lập. Quách Thái Công trở thành một trong những nhà thiết kế nội thất được yêu cầu nhiều nhất tại Đức, phục vụ cho những nhân vật nổi tiếng như Vladimir Klitschko, Barbara Schöneberger, Raphael van der Vaart. Ông cũng là người đồng thiết kế khách sạn cao cấp The Chalk, tòa Marcopolo Tower và phố Sofian Terrace ở Hamburg. Năm 2012, Thái Công quyết định trở về Việt Nam. Năm 2014, ông mở văn phòng và showroom tại thành phố Hồ Chí Minh, mang đến những thiết kế nội thất giao thoa giữa văn hóa phương Đông và phương Tây. Một số công trình thiết kế tiêu biểu của ông tại Việt Nam có thể kể đến như Villa Tú Xương, Villa Sala, Villa Versailles, City Garden Penthouse, Villa Chotel, Sky Villa Landmark 81. Năm 2020, sau nhiều năm kiên quyết từ chối bán hàng trực tuyến vì giá trị thẩm mỹ khác biệt của dòng sản phẩm nội thất, do tình hình dịch Covid-19, Thái Công Interior Design quyết định mở cửa hàng online. Bên cạnh việc mở cửa hàng online, Thái Công cũng tích cực sử dụng các kênh YouTube, Instagram như là một cách tương tác với khách hàng hiệu quả hơn bằng các video chia sẻ về nghệ thuật thiết kế không gian nhà ở và bí quyết nâng tầm phong cách sống. Nhà thiết kế Quách Thái Công và tình yêu với bạn trai đồng giới. Sau chương trình Người ấy là ai mùa 3,
thì câu chuyện tình yêu đồng giới của nhà thiết kế Thái Công được công chúng biết đến nhiều hơn, thậm chí còn rất ngưỡng mộ. Được biết, bạn trai của anh là Huy Ivers, sinh năm 1989, cũng là nhà thiết kế nội thất nổi tiếng. Thời điểm năm 2014, Thái Công sau khi thành lập công ty đã gặp gỡ Huy Ivers để tìm hiểu và hợp tác. Thật không ngờ, cả hai đều có sở thích chung và những điểm tương đồng trong công việc, nên họ quyết định tiến tới với nhau. Cả Thái Công và Huy Ivers đều là những người tài giỏi, thành đạt, có vị thế ảnh hưởng nhất định tại Việt Nam. Hình ảnh của cặp đôi hướng tới không đơn thuần chỉ muốn chia sẻ với thế giới về tình yêu, mà đó còn là hành động truyền cảm hứng cho cộng đồng LGBT nói chung. Trong khoảng thời gian gần đây, nhà thiết kế Quách Thái Công có chuyến du lịch và công tác tại New York, Mỹ cùng với bạn trai. Cả hai đã có những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau khi tham quan những địa điểm tại thành phố đông dân nhất nước Mỹ. Và đặc biệt, hai người tham dự một show diễn của Lady Gaga thuộc hàng S-VIP. Điều này khiến dân tình không khỏi ngưỡng mộ. Thái Công gây choáng khi đặt chiếc gương 2 tỷ đồng cho nhà khách hàng. Dù nổi tiếng với những thiết kế vương giả, nhưng tài năng cùng phong cách thẩm mỹ của Quách Thái Công cũng thường xuyên vấp phải tranh cãi vì không hợp lý. Cụ thể, nhà thiết kế này đã khiến cộng đồng mạng được phen tranh cãi khi quyết định đặt vào nhà của một nữ doanh nhân ngành thẩm mỹ Lê Thị Xuân, Shin, một tấm gương được mua với giá 2 tỷ đồng. Được biết, chiếc gương được làm bằng vàng thật 24K, mạ lên và điêu khắc lên do công ty của Ý làm ra. Theo lời Thái Công, chiếc gương nghìn tỷ này không bóng lưỡng hay hơi sến mà chỉ giống như một lớp vàng phủ lên. Chủ nhân ngôi nhà cũng rất tâm đắc với con mắt thẩm mỹ của người mà mình đã chọn mặt gửi vàng. Thank you.